các bạn nha, hôm nay mình nướng cá các bạn ơi, nướng cá mà với gom nha các bạn. Nhiều người nướng cá nhưng mà nướng cá mà không đúng kỹ thuật là cá nó sẽ không chín nha các bạn. Bây giờ mà nướng cá nó rất đơn giản, ai cũng nướng được nhưng mà mình phải nướng đúng cách, đúng kỹ thuật thì nó mới chín nha các bạn. Bây giờ mình hỏi các bạn nha, bây giờ hai con cá giờ mình cầm đây nè các bạn. Các bạn nhìn coi con nào mình cầm đúng kỹ thuật các bạn. Con này đúng hay là con này đúng các bạn? Trong hai con này có một con là sẽ sai tư thế nên mình sẽ nướng không giờ chín. Bạn thấy không? Thấy các bạn chọn con nào đúng, con nào sai. Mình cũng xin nói luôn nha các bạn. Con này là sai nè, sai tư thế nha các bạn. Con này nếu mà mình cầm như vậy đó là khi mình đốt gom, đốt lửa là lửa sẽ cháy hướng trở lên, là con cá này nó sẽ chín, nó sẽ bị sống ở chỗ này các bạn. Sống ở chân cổ cúp này các bạn. Đuôi thì cháy nhưng mà cái đầu với cái cổ là không giờ chín, nó sẽ bị nín. Còn con cá này mình cầm gì là đúng tư thế nè các bạn. Cái đầu quay hướng lên, khi con lửa mà mình đốt nó sẽ bốc, nó bốc hơi nóng trở lên thì cái đầu con cá này nó sẽ chín, nó chín đều hết từ đuôi lên tới đầu nha các bạn. Một cái mẹo rất đơn giản vậy thôi. Nhưng mà nhiều người, mình thấy nhiều người là tuy rằng cũng nướng gom thiệt nhưng mà nướng con cá không chín, đem vô là bẻ con, vẽ con cá ra là con cá sẽ sống liền. Rồi bây giờ mình sẽ sửa con cá này, sẽ quay cái đầu trở lên trên nha các bạn, để mình nướng cho nó chín đều hết. Rồi bây giờ mình đã sửa xong hai con về đúng một tư thế, đầu quay hướng lên trên, đuôi cầm xuống đất. Đó, đầu mình sẽ chắc gom mình đốt mình nướng nha các bạn. Rồi nhớ cầm quay lên nha các bạn, cầm quay lên như vậy nướng cá mới chín nha các bạn ơi. Các bạn mà cầm quay đầu xuống là cá sẽ không giờ chín nữa các bạn ơi. Rồi mình chắc gom mình đốt nha, bắt đầu mình tủ gom mình đốt nè. Ê. Không không cha. Cái ra không? Yeah, đây đây đấy này xích ra. Đốt nha các bạn ơi, đốt các bạn ơi. Để vô. Mày gì? Gió này gió thổi là cháy dữ vậy. Ôi cháy. Chết con. Đụng mẹ mẹ. Các bạn ơi, nướng hai con cá mà nó cháy hết cái ruộng, cái miếng ruộng rồi các bạn ơi, nó cháy gom hết miếng ruộng rồi các bạn ơi. Gió quá gió rồi. Quá dữ luôn các bạn ơi. Nướng hai con cá à, cháy gom hết đám ruộng luôn. Quá trời gió. Gom này chứ sao mình cũng đốt rồi các bạn ơi. Cho nó cháy thoải mái luôn. Đó các bạn thấy nướng cá lóc chưa, nướng cá lóc là phải nướng như vậy đó các bạn, nướng là phải là đốt là cháy hết một cái miếng ruộng gì đó nghe các bạn, bạn thấy không? Đó nướng cá nè, gom cháy vậy nè, đó đó đó. Ê mình ghê chưa, thấy mình nướng cá lóc ghê chưa? Các bạn nướng nhớ cẩn thận nha các bạn. Lưỡi gom này mình không có bán gom này chứ sao mình cũng đốt ha. Ra nướng cho nó cháy luôn các bạn ơi. Quá dữ. Gió các bạn ơi. Nên miếng ruộng mình thu hoạch lúa rồi.
khói mù mịt luôn. Nãy giờ chắc cá chín rồi các bạn ơi, mình bắt đầu mình lấy cá ra các bạn. Cá chín ngon quá các bạn ơi, các bạn nhìn thấy không? Các bạn thấy không? Cá chín cháy đều luôn các bạn thấy không? Rất là ngon. Con đứng yên một chỗ, mỗi nó chích con này cho người nè. Thái nào quá ba con. Quả ngon, quả ngon, quả ngon luôn các bạn ơi. Bạn thấy chưa? Ăn cá chưa? Thấy thịt nó nứt ra luôn các bạn thấy không nè. Quá ngon các bạn ơi. Đó thì các bạn thấy không nè, con cá đã chín hết trơn các bạn thấy không, đâu có bị nín bị sống gì thấy không nè, nè tôi ăn nè, đứa tôi ăn nè, thấy không, chín đều con cá luôn các bạn ơi, nè. Thấy kỹ thuật của mình thấy hiệu quả không, không bao giờ bị nín. Nước mà 15 con ruộng con ngôm á, 15 con ngôm á chín được 2 con cá đó.